các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin review một cái sản phẩm camera wifi. Thì đây là nguyên vẹn hộp của nó. Đây là sách hướng dẫn này. Bên trong có nguồn này. Nguồn thì hiện tại sử dụng nguồn 5V 2A. Đây là camera. Đấy, nó có hai dầu. Tiếp đến là có cái đế kẹp. Cái này mình lắp ở dưới. Lắp ở dưới. Thường thì nhà cung cấp sẽ kèm theo cái thẻ nhớ. Ở đây thẻ nhớ đang sử dụng là thẻ nhớ 32GB. Ok. Lắp vào đây. Khi mà xem lại thì các bạn chỉ cần lấy thẻ nhớ này ra và đưa vào máy. Bật lên thì xem bình thường thôi, không cần phần mềm gì. Ở đây sử dụng điện áp DC 5V. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái camera này. Đầu tiên mình sẽ cấp nguồn. Đây là cấp nguồn này. Và khi cấp nguồn vào thì camera sẽ tự động quay 360 độ để kiểm tra. Thế đến là các bạn sẽ vào Google Play này. Để tải cái phần mềm camera này, các bạn đánh IP2P camera chợ. Mình nhấn tìm kiếm này. Thì ở đây nó cài này. Chấp nhận này. Mở phần mềm này. Ở đây thì các bạn khi mà mới mua về thì các bạn phải đăng ký một tài khoản. Thì mình sẽ đăng ký một cái tài khoản bất kỳ. Tài khoản này không cần mail chính xác cũng được, nhưng mà phải chính xác về a@gmail.com. Mình để là Xuân Đức. a@gmail.com. Chọn. Đây là 1992. Mật khẩu thì mình sẽ sử dụng là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bắt buộc phải có một ký tự lạ nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DUC. Đăng ký. Mình đợi xem đăng ký. Khi mà đăng ký thành công thì nó tự động đăng nhập cho mình. Ok. Nó đã chuyển về màn hình đăng nhập. Thì mình chỉ cần đăng nhập thôi. Sau khi đăng nhập thành công thì mình sẽ thêm thiết bị bằng cách là nhấn lên đây. Ok. Tiếp. Ở đây mình sẽ thêm thiết bị mới này. Tiếp đến thì mình sẽ có nhiều cách lựa chọn. Kết nối bằng Wi-Fi, kết nối bằng mạng LAN, được chưa? Hoặc là bằng hot. Thì mình sẽ kết nối bằng Wi-Fi này. Wi-Fi này thì mình đang có cái tên Wi-Fi mình hiện tại này là bảo hành hỗ trợ này. Thì cái mật khẩu bảo hành này mình sẽ nhập cái mật khẩu mà là cái này vào. Mật khẩu là cảm ơn quý khách. Ok ạ, mình kiểm tra xem nào. Cảm ơn quý khách. Ok. Tiếp đến mình tiếp tục này. Nhấn này. Và tiếp tục. Cái này thì khi mà trong quá trình tìm ấy, các bạn để gần với camera nhé. Khoảng tầm 30cm là xa nhất. Để cho camera có thể tìm được. Với trường hợp mà camera không tìm thấy thiết bị ấy, thì các bạn có thể reset ở dưới phần đế của camera có một nút reset. Chúng ta sẽ dùng cái kim nhấn reset này. Ok, reset. Mình sẽ kiểm tra lại lần tiếp theo xem
camera có tìm được không? Thử lại. Sau khi tìm được thì màn hình sẽ hiển thị lên cái tên này thì là tên camera, còn cái mật khẩu của thiết bị thì chính là cái bát đây, bát quất đây, bát quất của sản phẩm này là 123 triệu. Mình sẽ đánh 123 vào. OK, thì màn hình đã thêm thành công. Tiếp đến là mình cần xem lại thay đổi mật khẩu thì mình sẽ vào đây, còn bình thường mình vào xem luôn. Đấy, OK chưa? Mình quay này, kiểm tra camera này. Đấy. Xem xung quanh này thì 360 độ xuống dưới quay, mình muốn quay về đâu thì mình vuốt về đây. Được chưa? Rồi, vừa rồi nhóm review vừa mới hướng dẫn các bạn sử dụng cái phần mềm camera wifi sử dụng smartphone. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của nhóm review. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy like và subscribe cho nhóm.